Hello. À, hôm nay mình sẽ tập vẽ lại con này nha mọi người. Rồi quyết là vô. Mất công việc này sao mà đi lưới được. Định hôm nay anh sẽ like sớm luôn á. Mà tại ở nhà có gọi điện thoại á. Nói chuyện lâu quá nên thành lai trẻ rồi sửa file cho quyết nè, xong rồi anh sẽ đi lưới tiếp. Quyết vô rồi đúng không? Thì cái file mình á theo kiểu hồi trước anh hướng dẫn sao bây giờ làm nó cấp quá thân. Cái vấn đề là khi em làm một file em có hiểu về cái file đó hay không, chứ không phải là mình nói sai thì bỏ làm lại thì tốt, nhưng mà mình bỏ làm lại mình có rút được cái kinh nghiệm từ cái file trước của mình nó bị sai như những chỗ nào á thì mình lưu ý chỗ đó để mình làm tiếp, chứ cứ mỗi lần mình làm lại cái nó lại sai ngay từ đầu thì cái chuyện mà mình làm lại á nó đâu có giúp ích gì được cho mình đâu. Thay vì những cái lỗi sai á, em làm lại thì nó chỉ đỡ xấu hơn tí xíu xíu à. Chứ còn lại những cái lỗi thì nó sai như lúc ban đầu. Ví dụ như là cái phần, cái khối như anh nói, khi mình xác định được cái khối nó là hình tròn thì mình phải làm sao cho nó có cảm giác hình tròn, hiểu không? Chứ không phải là một đường nó bây giờ nó sẽ là như cái này. Anh sẽ vẽ cái đường ra cho xem. Đó, bây giờ file của mình nó sẽ là chạy bo theo cái đường này đúng không? Đó, nó chạy ra. Rồi, từ này nó sẽ chạy qua, nó chạy như này. Nhưng mà cái con hình tròn á, nó sẽ có cái cảm giác nó sẽ là hình tròn này nè. Đó, nó bọc ra như này. Đây, đây là cái đầu. Xong tiếp tới cái thân ở dưới là nó sẽ từ này ra cái thân. Rồi ngay này nó sẽ mọc ra cái tay. Đó, mọc ra tay dạng này đi. Thì em có thấy là những cái đường này nó kết thúc rất là sắc nét không? Hình như nó có cảm giác nó không phải là từ ngay này nó chạy ra, mà ngay cả hình concept em thấy ngay cái góc này không? Đó, nó chạy xuống này, nó sẽ vuông góc nó chạy qua. Để cho cái đó là gì? Để cho nó tách biệt cái phần tay và phần thân nó ra hai bên. Chứ nó không phải là tự nhiên cái thân mà xong nó có cái đoạn nó chạy qua bên đó. Rồi, chưa kể là cái phần dưới này nó chưa tròn nha. Nhìn vô nó như cái hình vuông vậy đó. Chứ nó không có tạo ra cảm giác tròn. Là bởi vì cái khối luôn, ngay cả cái khối của mình nó bị dẹp. Tương tự, chỉ còn nhìn mặt sau là mình sẽ biết được chuyện đó. Thì sau khi mình làm á, mình phân tích cái khối. Chứ không phải là anh chỉ cái file này em có làm đúng đi nữa. Tới file khác em sai lại đúng như theo những cái thứ đó. Thì cái khu vực cổ và đầu mọi thứ nó phải phân tách ra rõ ràng, rồi cái nào nó theo cấu trúc hình tròn thì mình làm nó hình tròn. Thì ví dụ như này nó từ này nó tròn thì xuống dưới này nó phải hơi tròn một tí xíu, mình chỉ cần mua nó ra tí xíu là được mà. Đó, mua cho ra nó cảm thấy là cái phần mông hay sao đó làm gì đâu mà nó phẳng lì à. Đó, chỉ cần tí xíu này là xong rồi. Bây giờ cái chuyện cái đường này mình đổi lại, mình chỉ cần quét cái nón đường cái này đó cho nó mất cái cảm nhìn sao đó từ trên á, là nó sẽ có cái shadow á, nó sẽ chạy vô trong này nè. Đó, cái khối của nó tách biệt ra, nó chạy vô bên trong chứ không phải là nó bị cắt ngay chỗ cái tay đó. Tương tự như phía dưới luôn. Nói chung là mình phải làm cho cái khối tay á nó sẽ rời ra cho nó không có theo kiểu đó. Bởi vì cái đó là hồi trước đã có nói xưa về chuyện đó. Rồi phần đầu nữa nó tách ra,
nó tách ra rồi ngay này nó tạo cái đường cong vô này, còn mình kéo cái miệng sao bây giờ nhìn hướng này cái ở trên này hình tròn, ok được mắt cái từ ngay này nó lại đi xéo vô là sao, y như cái cảm giác mà nghiêng cái mặt đó nó bị trào phẳng á, nó mới ra cái cảm giác này. Thì ngay chỗ khúc đó mình dùng lệnh mua á, mình kéo nó ra thôi, thế này dùng lệnh mua kéo nó ra đó, mình làm sao cho cảm giác nó tròn đều lại chứ. Đó thì cái cấu trúc mà hình tròn như nhau rồi chứ spam vậy. Còn rồi tiếp tục tới cái tay của mình nữa, cái tay anh luôn luôn nói á là cái tay không bao giờ mà nó hình tròn đều hết tất cả, ngay cả cái tay này mình nhìn thấy này, ngay cái hướng mặt bên này này nó sẽ là hơi dẹp một tí xíu để cho nó theo kiểu là mình nhìn mình biết cái mặt nào nữa là mặt trên mặt dưới. Bây giờ nhìn cái này này, đó nó tròn quẩy từ trên xuống dưới luôn, ngay cả lưới của nó lại đi theo lưới này. Khi mà mình phát thảo khối á là mình phải dùng cái lệnh Dynamate, cái lệnh Dynamate đó nó thì tránh cái trường hợp mà bây giờ nó nhọn ba cái góc này này, những cái này là mình smooth hoài không bao giờ hết nha, nó luôn luôn nó có, bởi vì cái lưới của nó không có đẹp thôi. Thì nếu mà mình muốn mà cái khối nó sạch nó đẹp lại rồi á thì mình phải di remesh, nhưng mà khi mà mình di remesh á nó hiện ra mấy cái góc này đúng không. Bây giờ anh sẽ làm lại luôn vì file này nó chả có gì hết. Di remesh đây, khi mà kích di remesh á nó sẽ tính lại lưới cho mình ngay cái khoảng này luôn. Đi sao mà giờ nó ra mấy cái khối nó nhọn như thế này, mình phải hiểu cấu trúc của nghiêm một cái file khi nó hoạt động á đó. Đó ví dụ như ngay này nó sẽ bị nhọn một cái này, thì khi mình di remesh một lần nó ra cái khối nữa, đúng không, thì mình có thể di remesh nữa mà, thì nó sẽ tính lại từ cái khối đó tiếp chứ đâu có sao đâu. Đó nó tính hết rồi thì có phải là những cái đoạn này nó đỡ tròn hơn, nó không có thành mấy cái dấu chấm kìa. Bây giờ tự này mình divide lên đó, mình divide lên là nó tự nó tròn luôn cái đó luôn rồi, nó sao mà thành dấu chấm được. Giờ smooth nhiều lần đây thì nó sẽ còn ngay chỗ này thôi, nó không phải là thứ ba cái chấm kìa. Xong mình chà nhẹ tí xíu rồi smooth đi, cái tay nó sẽ có cái hình dẹp xuống tí xíu nên mình chỉ cần kéo hai bên đầu này ra đó, kéo ra hay bóp xuống gì đó tùy tùy vào cảm nhận cái lúc mà mình làm file mình cảm thấy cái tay nó to hay nó nhỏ đó. Đó thì có phải là khi người ta nhìn vô mấy cái góc á người ta biết là cái hướng nào là cái mặt, cái nào trên xuống, mấy cái này nữa này kéo kéo thấp xuống đó, thì tuy nó là vẫn là hình tròn nhưng mà nó theo kiểu là người ta biết được là cái nào cái mặt trên, cái nào mặt dưới để nó ra được cái tay. Xong cái đó bây giờ nhìn thấy bằng mắt nè, có thấy cái phần tròng mắt với con mắt nó không có liên quan gì tới nhau không, nhìn qua hướng này thì bây giờ cái hình ảnh mà nhìn hướng nguồn gốc thì mình cho nó là đúng đi, còn nhìn mặt này cái tròng mắt nó bị lòi ra nó mất hết cỡ luôn. Cái này là mình sửa file nói rất là nhiều lần luôn, là cái phần cái con mắt của mình phải làm sao cho nó đừng có, khi mà nhắm mắt lại á ví dụ như poly này nè nó nhắm lại nó cũng phải chứa cái con mắt bên trong chứ không phải là bây giờ nó nhắm lại nó lòi con mắt ra, hoặc là bây giờ nhắm lại cái này nó chạy thành vòng tròn nó rất là sai. Mà ngay cả mình nhìn con này nè mình thấy cái mắt của nó phẳng nó đâu có lòi ra nó mất độ đó đâu. Cái này delete con mắt đi, insert một cục hình tròn khác. Đó mình làm như nó ra như cái cảm giác này này đó, cái này là mình sẽ kiểm soát được cái độ cong của cái đó,
Còn cái độ mà nó thay đổi cái khối của mình này này thì nó không có liên quan tới phần con mắt. Cái phần mà hình ảnh nó hiện lên này nó sẽ là cái khối nó bọc bên ngoài. Thì bây giờ mình chỉnh vô cái khối bên ngoài này, mình dùng lệnh mu á, mình kéo nó lên thì nó sẽ hiện cái phần kia ra cho mình thôi, chứ nó đâu liên quan gì tới cái phần cái độ cong của cái con mắt này đâu. Đó, mình mu nó ra đó. Rồi một cái chuyện nữa, khi mình làm á, mình muốn mà nó đẹp á, thì một là mình phải làm cái file mà nó đẹp hơn cái concept. Còn hai, nếu mà mình cái khả năng mà làm theo concept, cái khả năng mà sáng tạo của mình á nó thấp, thì phải chọn làm giống concept cho nó đẹp. Bây giờ mình nhìn vô này, là với lại khi mình đi làm nữa, là tất cả mọi file mình làm đều phải theo concept của khách hàng. Nên khi mình làm mình phải học theo kiểu là bây giờ mình bám theo concept trước, chứ cái con mình làm ra như thế này so với con concept nó chả giống gì hết á. Nó chỉ giống là giờ cái con concept nó là hình tròn, mình làm hình tròn nó ra mắt mũi, chứ còn lại cái cấu trúc hay là về cái tỷ lệ làm mọi thứ đều sai hết, thì mình phải sửa lại tiếp. Thì khách hàng nó cực khổ lắm, nó mới vẽ ra được cái hình như đúng theo ý nó rồi, mình phải đi sửa đi. Đó, nè, nhìn vô cái mũi á, tới gần lại. Thì hôm trước anh có hướng dẫn á, lấy cái hình này nè, để chính giữa. Rồi xong, thì kéo này lên đi. Đó, mình kéo cái này qua, cho mất nửa đi, mình lấy nửa của con mình thả vô. Mình sẽ kêu cho nó đúng cái phần tỷ lệ bị mất đó. Thì mình sẽ biết được là cánh này, cánh phần đầu ở trên và phần đít ở dưới này. Đơn giản vậy thôi. Thì mình giờ trước tiên là phần chiều cao của mình, có phải là mình sẽ canh chuẩn theo cái con đó không? Thì mình đỡ gần vô thì mình sẽ thấy con mình nó lệch ở chỗ nào và nó không đúng với chỗ nào. Từ đó mình sửa. Thực ra là cái con mắt của mình phải nhìn cho nó chuẩn trước, rồi mình mới canh mấy cái đó sau. Mà cái này con mắt của mình nó tệ quá nên nhìn cuối cùng ấy nó lệch, mà nó lệch rất là nhiều luôn. Đơn giản là bây giờ cái phần cái con mắt này, con mắt của nó nằm ở rất sát ở viền hai bên, còn mình nhìn cái độ dày của từ con mắt mình so với cái viền bên ngoài này này, nó là một con rất là lớn. Còn cái mũi của mình là nó thua xa luôn, nó như bằng 1/2 của cái mũi của con kia. Tương tự như đó, phần miệng của mình cũng vậy. Còn phần bụng thì ổn, phần bụng phần chân ở dưới này thì mình kéo tí xíu là được. Tỷ lệ của đầu của mình cũng ổn luôn, là đã ngang. Chỉ có cái cấu trúc bên trong á là nó khác. Nên nhìn vô cái file con mình cứ làm hoài cũng không giống. Tay của mình thì gấp đôi tay của con kia. Thì những cái thứ đó thì nó sai quá nhiều đi. Thì cứ đó mình sửa hoài. Thì nếu mình có một cái hình để so sánh á, thì mình có làm hoài đi nữa, cái file của mình nó không bao giờ nó giống được con này, bởi vì nó sai chi tiết đến mức độ mà nhiều rồi. Tương tự như trước, file vẫn theo cấu trúc hình tròn, còn của mình kéo riết nó thành hình dẹp luôn rồi này. Mấy cái này nó phải tròn ra, ngay cả mấy cái này nè tròn ra. Chứ kéo kéo sao mà nó bành vô hết. Thì tròn ra hết cái file thì nhìn vô cái con này nó dễ chịu hơn. Cái đường tròn đâu liên quan gì tới khi mình mặc bên này cái đường con mắt nó lên nào. Nói chung bây giờ cái khối này nó đang bị sai, sửa mất công là mất cái khối bên trong. Còn cái mũi làm bự lên đó, quyết hiểu chưa? Như vậy là xong, làm rồi đi lưới thì phải đều nhau, cẩn thận lại chứ. Bây giờ cứ mấy cái lỗi mà giờ hình tròn các mấy cấu trúc á, mấy cái đó là nhất định phải phải nhớ tất cả các con khác nhau luôn, người hay là bất cứ con vật gì, từng khu vực tay chân của nó là nó phải tách biệt ra. Làm sao người ta nhìn vô cái là người ta thấy nó là một sự tách biệt, giống như cái chân này nè, nhìn vô là thấy cái chân chứ không phải như lúc nãy là nó có liên kết vô. Như cái phần sau này nè, đó mình nhìn lên
cái nó giống như là cái phần thân này nó liền lên tới cái đầu luôn, thì mấy cái đó nó không đẹp đó, nó liên kết ở chạy này luôn. Mấy cái này nhớ nha, chừng sau làm con này anh sẽ bắt chừng nào mà làm giống thôi á, chứ mình làm nó là cũng phải tầm khoảng ở 3 con nhân vật rồi, mà cuối cùng cứ mấy cái lần trước thì làm theo kiểu làm để hiểu lệnh rồi lại làm không giống, giờ con này lại làm không giống mà cũng không hiểu lệnh luôn, thì cái đó không được. Nếu mà làm kiểu đó mà đi làm là một file mình làm không biết khi nào kết thúc luôn á, bởi vì mình làm cái file cho giống concept từ khách hàng để mình gửi nó, mà bây giờ mình làm mình bị không giống theo concept thì cái file của mình đâu đạt chất lượng đâu. Cái này không có về phần mỹ thuật nha, phần mỹ thuật hầu như là không có, là bởi vì mình chỉ bám theo chi tiết của người ta thôi, là nó nằm ở tất cả mọi thứ là nằm ở phần kỹ thuật hết. Kỹ thuật là cái mình làm không chuẩn thì mình lấy cho mình đo đo giờ nào là chuẩn đúng cái đó, lên màu sắc đồ bám đồ y hệt vậy là xong. Nên nó chỉ là kinh nghiệm để mình làm, rồi cách kinh nghiệm để mình nhìn file, cái kinh nghiệm để mình so sánh giữa cái hình ra cho đúng, chứ nó chưa cái gì gọi là mỹ thuật trong này. Rồi mọi người có câu hỏi gì không? Này có quyết là xong rồi đó. Con này bữa trước xưa rồi, giờ nó cũng vậy. Mọi người có ai có câu hỏi gì thì mình hướng dẫn sửa luôn nha. Còn không thì mình cứ quay về đi lưới thôi, đi chừng nào xong thôi. Mọi người nay hiền quá ta, không ai hỏi gì hết luôn. Ở trong chai hồi nữa khói động không trào lên, chửi cho nó sung mà không ai chịu hỏi hết rồi làm sao mà hỏi bài đây. Mọi người không hỏi là chứng tỏ mọi người chưa làm bài. Mấy cái này cứ mình muốn đường nó đi thẳng lên á thì mình nhấn shift á, nó sẽ thêm một đường. Còn nó muốn theo kiểu mà nó kết nối với cái đường khác á thì mình nhấn kết nối trong điểm á, chứ không phải đường á, nhấn control. Đó bây giờ như cái lệnh này nè, mình muốn đi tiếp kết nối này, nhấn control nó sẽ kết vô. Nè, vì đang làm retool này. Nói chung là khi mỗi cái điểm mình đi á, mình coi thử nó hoạt động như thế nào, tại sao mình phải đi điểm này đó, mình phải phân tích cái chuyện đó, chứ không phải là cứ đi một cái điểm đại này đâu. Ví dụ như mình đi cái điểm mà nó như thế này là bởi vì mình biết là những cái ngón tay nó sẽ có di chuyển nữa, nên mình thêm mấy lớp vô trong này
để cho khi ngón tay nó cầm xuống á, nó còn có cái chi tiết điểm để nó giữ cái cấu trúc của cái ngón tay lại, chứ không phải là tự nhiên tại sao phải đi lướng như này rồi tại sao cái lướng như này thì không cần đi. Nếu mọi người hiểu lưới là như vậy. Luôn luôn có một cái điểm ở chính giữa như thế này này, nó chạy vừa ra thì cái file của mình nó sẽ đẹp hơn. Mình cho 3 đốt đi. Nói chung anh em là phải nó phải đi từ cái lưới á, nên khi mà mình muốn nó di chuyển từ đúng cái khớp đó thì mình phải thơm điểm vô cho nó. Thì thường là hai khớp hoặc là ba khớp, thường là ba khớp nhất, hai khớp là trừ khi cái game nào á nó đòi hỏi lobuli quá, cái con nhân vật nó ít di chuyển quá thì lúc đó mình làm hai khớp, còn lại cái thơm ba khớp vô nó chuyển động nó sẽ mượt hơn. Còn cái chuyển động mọi người nếu có thắc mắc nữa thì hôm nào mình sẽ demo tới cái phần grid đó, mình sẽ demo cái chuyện mà nó một khớp với hai khớp nó khác nhau chỗ nào, không đẹp chỗ nào. Mấy cái này mình đi sơ thôi nha, có gì mình sẽ vô Maya mình chọn lệnh nó mình kéo nó nhanh hơn. Còn bây giờ cái phần tô Retouchable này thì mình chỉ cần có cái điểm này đó là được. Nếu mọi người muốn kỹ thì cứ làm kỹ thôi, không sao nha. Đây là cách làm của mình thôi. Còn đối với mọi người nó sẽ có cái cách làm khác. Thì cứ mình tham khảo thêm trên mạng nữa. Mình thấy cái cách làm nào hay thì mình bắt chước làm theo. Chứ mình không có ép mọi người là phải làm như thế này mới là đúng. Nó chỉ là mình quen cái cách như vậy thôi. Nếu mọi người thấy hay thì bắt chước theo. Còn thấy không hay thì thôi. Nhưng mà cái cấu trúc mình đi nó sẽ đúng. Còn cái chuyện mình làm lâu hay là nhanh gì đó thì cái đó mình không biết. Đi lưới tam giác lòng bàn tay là sao nhỉ? Nói chung là trong 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 game á thì mình cứ mình đi lưới 4 thì cũng được, nhưng mà đi lưới 3 thì cũng chả sao, nó là vậy đó chứ đâu phải là trong cái lòng bàn tay thì đi lưới tam giác. Ừ thì mấy cái này thì nó tối ưu thôi, tự nhiên bây giờ có hai đường song song dưới này nó không cần thiết nè, nên tôi nhập lại luôn cho nó nhanh, hiểu không? Ví dụ như từ đường này cứ mình đi lưới 4 hết thì nó ra nó đi cho một nùi ở dưới này thì mất công, nên mình sẽ nhập lại tối ưu nó hết cỡ.
Đó, ví dụ như tôi đi cái đường hết hết trơn rồi nè, bắt đầu là đi cái phần chi tiết xuống. Muốn cái gặp vô á. Cái chỗ muốn cái này nó cũng theo hướng gặp vô rồi mà. Này, cái hướng của nó là như tầm khoảng cỡ 45 độ so với bàn tay này. Còn bây giờ cái chỗ này là do tại anh chưa đi thôi. Chứ cùng đi chứ không phải là không đi nha. Cái đó là do mình chưa đi, đã lâu lắm không đi lưới rồi. Ví dụ như mấy phần này nè, khi mình nhìn từ trên xuống á, thì con lông nó sẽ không giống con hai được, nó sẽ bị mất cái phần này do nó đi thẳng xuống phía dưới này nè. Đó thì con lâu với con hai nó chỉ một mức độ nào đó thôi, rồi sau này mình sẽ tự điều chỉnh nó phần lưới nữa, bởi vì cái con lâu mới là cái con quan trọng để tạo nên hình ảnh, còn cái phần hai á nó là chi tiết, nó dựa trên cái khối đó. Với lại cái bước này ghét lắm, bước này tốn thời gian. Tốn thời gian mà không sâu được hình ảnh, không làm được gì hết. Đi làm thì tới bước này cũng mệt. Nên ít làm thì ra kết quả nhanh lắm, nhưng mà ít ai hết làm hết một khâu là vậy đó. Còn theo cái chiều hướng của mình là vẫn là theo hướng đi theo concept á, nên mình chỉ cần làm ra sao cho có hình ảnh là được. Còn mấy cái cấu trúc này thì tại vì giờ hướng dẫn mọi người á, nên mình phải đi một cái con từ đầu tới cuối cho mọi người xem cái cách làm luôn, nên đi cho mọi người hiểu thì cách làm nó vậy đó. Với lại đợi mình mới nhạt tí, nói chung là máy này có nhạc mình mới làm nó quen được, chứ còn cứ không 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 á làm nó buồn ngủ lắm. Cứ mở nhạc Eminem lên là quay là nó sẽ nhanh hơn. Mọi người chú ý cái cách mình xoay với cách mình rơ chuột á. Khi mình mà biết một cái vị trí nào đó rồi á, mình đừng có làm rờ rờ. Cứ mình lẹ tay mình làm rẹt rẹt vô cho nó nhanh. Chứ không phải là cứ xoay xoay tí xíu rồi quơ con chuột tới cũng quen. Quơ từ từ này, kích cái rồi kích cái này. Nó khiến cho mình chậm hơn, mà cứ mọi thứ nó chậm hơn tí xíu á, thì mình làm lâu lắm. Nên cái cách của mình làm á là khi mình xoay mình sẽ biết được cái góc nào mình cần nhìn, rồi cứ đó mình kết vô.
nhấn tầm bài nó dính. Cái này mình cứ mình đi đại lên vậy rồi từ từ mình tính sau, thì mấy cái này mình sẽ mua mình chỉnh được, mình chỉ cần nó có đường để nó kết nối những cái đường nó lại, thì mình đã có đường kết nối rồi thì mình muốn chỉnh thì đó mình chỉnh. Đó, cái lưới của mình nó bây giờ nó sẽ xấu á, thì cứ mình dùng cái lệnh mua á, mình bắt đầu từ này mình có mấy cái điểm rồi mình chỉnh, khi đó là có rồi thì mình chỉnh nó dễ hơn, chứ còn cái lúc mà nó chưa định hình được á mà mình ngồi mình chỉnh thì nó xấu lắm. Thời này của mình là ít lưới nữa nên khi mà mình đi á nhất định nó sẽ bị ra ngoài nó bị dẹp, như mọi người nhìn nè nó sẽ mấy cái đoạn mà kia nó không hiện hết ra ngón tay đâu, nhưng mà mấy cái đó là những cái mình chấp nhận chứ không thay đổi được gì hết, mình không có thể tăng nhiều lưới hơn, nhiều lưới quá thì nó không hợp lý ra game. Vì cái này là mình đang làm theo hướng để mình bỏ lên game. Để hôm nào thử mình bỏ lên game luôn thử được không? Ở trên mạng nó có hướng dẫn mấy cái là file mình làm mình bỏ lên game được. Nên cứ test thử luôn.
Mọi người nhìn thấy cái hướng này nè, là cái ngón tay mình đã thiếu khối kinh lắm, nó thiếu bay mất cái khúc này luôn. Thì đó, mình kéo mấy cái điểm này nó thấp lại để cho nó tạo được cái độ cong từ cái ngón tay đó. Này, mấy đoạn này là thiếu này, mình kéo mấy khu vực này ra. Nói chung là cái đó mình tùy biến. Đó, bây giờ nó sẽ bớt cái độ cong nó lại. Mọi người cứ thấy mình làm cái chỗ nào không biết là hỏi nha. Không thì mình có cách làm nào hay á, cứ hướng dẫn mình làm. Không thì cứ cảm thấy cái nào trên mạng á được thì cứ nói mình tìm hiểu. Nói chung là trao đổi cùng học hỏi thôi, chứ đừng có ngại. Muốn mà làm cho nó đúng á thì mình phải đi tay như thế này nè, chứ còn lại không có cái lệnh auto nào mà nó đúng nó hiểu ý mình mấy cái khớp được. Mình phải hiểu là máy móc nó hoạt động trên cái phân tích á, ví dụ như phân tích thì cái khối đó nó sẽ đi như kiểu nào, còn lại thì nó vẫn nằm ở sự quyết định của mình, chứ không có lệnh máy móc nào nó ra chuẩn liền đâu. Một là do quen, hai thì cứ làm ra cho có rồi xong mình thích mình giảm lại. Đâu có cái thông số gì là thông số cụ thể của một cái phần đi lưới đâu. Ví dụ như cái nhà sản xuất nó sẽ cho mình là cái nhà làm game á thì cho mình là cái file đó nó sẽ tầm khoảng cỡ 2 đến 3 nghìn, hoặc là nó đỡ 3 nghìn cũng được. Nó đỡ 3 nghìn thì mình sẽ làm từ 3 nghìn, nó sẽ là cái thông số map. Còn lại mình làm sẽ là dưới 3.000, hoặc là nếu mà có cái nào nó mình làm nó cần lưới để nó đẹp hơn thì cứ làm thôi, đâu sao. Tất cả mọi thứ nó đều có. Có một cái xác suất trong đó. Ví dụ bây giờ tôi làm này, nhưng mà sẽ dự định là cái con này nó tầm khoảng cỡ 3.000 đến 3.500 chip. Còn mình nhìn trên này này, mình sẽ thấy phần vector thì bây giờ nó đang là 500. 500 hết này. Không, con này phải nhiều á, nhiều hơn 3.000 nhiều. Nói chung cái mật độ của trong game á, mình nhìn trên mật độ cái đoạn này nè. Để mình làm. Cái đó là thường cho số trích tối đa, nhưng mà nó sẽ tùy vào nhân vật, tùy vào cái cách làm nữa. Ví dụ như một cái con tròn quẩy đây, đâu phải là trong cái mức game đó nó sẽ là đúng cái đó. Như bây giờ không cần biết cái con gì, chứ con này cái phần đuôi của nó tất cả nó phải ra cái khối đó nó dài với lại nó cong được nhiều thì nhất định phải thơm poly nhiều,
cái đuôi đó nó mới cong lại mượt được, đúng không? Muốn cong mượt thì phải thơm bô ly. Thì nó sẽ có cái độ chênh lệch cho tùy con nhân vật nữa, chứ không phải làm theo cái kiểu máy móc quá. Công thức thì là công thức, nhưng mà nó đều phải có là cái phần ứng dụng của mình. Ví dụ như mình làm riêng cái file này đi, mình làm lên đúng không? Mà khi nó theo kiểu là mình cảm thấy cái của mình nhiều lưới á, thì bây giờ mình làm cái này là 3 đốt tay đúng không? Thì giờ mình xóa, mình còn 2 đốt thôi. Thì có phải là khi mọi người lên hết cái hình rồi á, mà đúng theo cái nguyên lý về cái phần mà topology là phần chuyển động của lưới á, nó đúng rồi, thì cái chuyện mình giảm nó rất là đơn giản không? Ví dụ như giờ bàn tay nè, cái này nó vẫn tạo ra khối đẹp, nhưng mà khi mình giảm, cái mình chọn cái này, mình cho hai cái này nhập một, thì từ đó mình giảm lần lần, từ cái nhiều nó giảm lại thì được, chứ còn lại mà từ cái ít á để làm lên cái nhiều nó rất là khó, nên cứ làm ra đây rồi từ từ tính, đừng có làm nhiều quá mấy công chừng sửa cực thôi à. Nên hầu như làm là đừng có suy nghĩ. Với khi mọi người làm quen rồi á, nó theo kiểu là nó cái mật độ lưới của mọi người là nó đã ra đúng luôn rồi, khỏi cần phải suy nghĩ là game hay phim nữa. Làm lâu thì tự nhiên nó ác nó sẽ quen thôi, nên cái đó khỏi lo. Bây giờ tôi đâu có nghĩ đâu, bây giờ cứ mọi đốt tay nó phải có ba nút nè, ba lớp này, lớp nó chạy để nó cong lại ra, ngón tay này lớp, còn cái đoạn ngay này nó sẽ rất ít chuyển động, hay như cái tay của mình cong lại á, nó cũng là từ những cái khớp mà cái khớp bên trong trước, rồi tới mấy cái khớp bên ngoài, nên cái khớp bên ngoài nó cong rất là ít. Có phải nó khi mà nó cong ít á, mình chỉ cần hai lớp tay là được rồi, đâu cần nhiều. Hai lớp còn đủ. Hồi do tại mọi người bị lên mạng á, bị truyền bá mấy cái vụ mà số trích đồ dữ quá. Chứ hồi xưa mình học theo kiểu ngu chả ai nói á, nên không biết trích là gì, cứ vô ai nói nhiều làm nhiều thôi. Không cần tính trước luôn, cứ làm sao tự tính. Thì cái cách đó là cái cách mà mình có thể làm tất cả các file mà mình không bị gò bó. Không bị gò bó vào phần tính lưới á. Chứ trong cái lúc mọi người đang làm mà cứ tính không biết mình đang lố chưa rồi này kia, làm biết khi nào mới xong. Cứ mọi người cứ làm thả ga đi, rồi từ giảm. Không sao cả. Mình giờ cứ đang cần làm sao cho cái khối nó bám vô. Nhìn mấy cái hướng á, nó không bị móp quá. Đó, những đoạn này là những đoạn móp nè. Làm sao mà khi nhìn vô logo ly là mình biết cái hình dáng cái con nó ra, chi tiết nó ra như thế nào luôn. Mới là hay. Chứ không phải thơ một đống lưới vô mà nhìn không ra chi tiết. Đó, như vậy là mình đã xong cái phần cánh tay. Mình đâu cần phải tính. Hai cái nó rời ra nhau cũng được. Nhưng mà khi mình bỏ vô trong mây da, mình bắt đầu từ đó mình tính được mà. Cái retouch này nó chỉ là đúng cái lớp. Còn cái số điểm ở trên cái lớp đó, cái mà chạy một vòng tròn á, nó gọi là một lớp. Còn cái số điểm đó nó, chừng đó mình tính sâu, mình nhập lại.
Ví dụ như từ cái cổ lên chạy này ổn chừng lên tới cái đầu á, nó sẽ là nhập lại như thế nào đó là tùy mình, không bị ảnh hưởng đâu mà lo. Đó, giờ đơn giản cái phần eo này, cái phần eo là cái phần mà nhất định nó sẽ có di chuyển của anh em, thì mình phải thơm nhiều đường vô chứ đâu phải cứ lâu poly là mình không có thơm trên nó. Rồi cái con nó khi nó di chuyển eo thì nó sẽ như thế nào, nên bắt buộc mình phải tính. Mà ngay cả cái cách mình đi này, mình nhìn cái tỷ lệ lướng này này thì hầu như bỏ vô nó từ 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 nó khớp luôn, chứ thực ra còn chả tính gì hết. Mình tính bằng ngón con mắt mình á, mình cảm thấy một đoạn bao nhiêu là bự, bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít. Cách ra là bởi vì ngay đoạn này nó sẽ dính cái phần áo á. Nè, tôi vẫn đi theo kiểu là nó song song ở trên. Thì khi mà người ta nhìn vô cái file của mình á, nó đều có một mật độ lướng ngang nhau, chứ không có nghĩa là từ trên chạy xuống ở dưới nó không liên quan tới nhau. Tuy nó không kết nối, nhưng mà làm sao để cho cái cảm giác là từ trên nó chạy xuống phía dưới nó ngang nhau hết. Cái đó mọi người phải lưu ý, nó phải song song từ trên xuống dưới nè. Biết quyết có coi không ta? Đi lưới eo có gì đâu mà khó, thì cứ đi lưới như anh đi giờ thôi, nó như tất cả mọi em. Chỉ là anh em nếu mà ai làm tầm bậy tầm bạ, anh em nó làm không mượt thì không có không mượt á, là bởi vì nó không có lưới ngay đó thì làm sao mà nó chuyển động, biểu sao mà nó mượt, đơn giản vậy thôi. Nên mình cảm thấy cái khu vực nào mà nó chuyển động nhiều, mình sẽ đưa lưới vào chỗ đó nó nhiều hơn tí. Ví dụ như từ này anh sẽ đưa lưới về phần hông này nhiều hơn, còn cái phần dưới này nó chỉ là tạo khối thôi. Mình mới hiểu là cái lưới nào tạo khối, còn cái lưới nào là cái lưới để làm animation, cái lưới này chuyển động. Như cái lưới vào ngay ngực đồ này là cái lưới này nó chỉ tạo khối ra thôi, khối nó nổi ra, chứ cái khu vực đó nó rất ít di chuyển. Ngay cả tay này là những cái lớp này nếu mà làm đẹp thì khi anim á, nó cái đoạn đó nó rất là mượt, chứ còn cái lớp mà mình để cho một cái tam giác hay là sao đó thì nó khó. Chứ đi lưới có gì đâu khó, cứ mình hiểu nguyên lý mình đi thôi. Như cái phần này này, nếu mình đi về bên kia quá thì nó sẽ bị một cái nó giãn. Phần trước của mình sẽ cần nhiều lưới hơn, nhiều lưới để xuống này nó còn chia các khu vực khác thì mình tăng nó lên thôi, tăng lên một lớp nữa. Còn cái này anh vẫn đi theo kiểu với phương châm là đi ra cho có đúng cái lưới này đó, còn cái chuyện nó mượt hay không á thì cứ xong hết rồi nó sẽ có lại smooth để làm mượt lại. Với lại cũng phải chỉnh từ may da, nên qua may da chỉnh mượt luôn cũng được, vì qua may da nó còn canh cái mật độ lưới nhiều hay ít nữa. Nên thường tobogan á là đỡ đi nó bám khối rồi, chứ còn bên may da mà làm cái lưới ba á mệt lắm. Như cái đoạn mà anh thích hứng chỗ nào đó anh lên vô á thì nó phải thoát lệnh ra, cái lệnh bên mây da khó thấy nữa, bên này nhìn đẹp là thích thôi. Đó, như thế này xong hết rồi cứ cách về là nó đi xong. Thực ra nếu mà mình tính theo chấm á, mỗi chấm mình tốn có mấy giây á, thì một cái con loboly của một con nhân vật mình tính tầm khoảng là một ngày là một con nhiều á, con ít thì mình tốn mấy tiếng. Ví dụ như mình cho cái một đòn đó mình chấm mình tốn bao nhiêu giây đó, mình tính ra, mình tính ra tiếng hay phút á. Rồi nếu mình nặng quá mình tính ra tiền nữa. Ví dụ như mình nhận cái file khoảng chục triệu rồi sao mình chia ra
mình chia ra tiền, mình chấm chấm được bao nhiêu tiền, nghĩa là mình cảm thấy có động lực hơn. Chứ còn làm cái mấy cái này chả vui không? Với lại nó có một cái kiểu nữa là tới phần eo này, mọi người nhớ đi lưới theo kiểu nó xéo lên nha. Đến khi mà khi nó có cái đoạn lưới xéo á, thì khi có phải là cái chân nó dỡ lên không, là nó có cái lưới nó chạy như thế này, khi nó dỡ thì nó, cái đoạn này là cái đoạn gấp này đó, nó gấp lên ngay cái khúc này. Cho nếu mình làm ngang ra này nè, lưới mà nó ngang ngang bằng quả hết, thì khi nó nữa nó nâng chân lên á, nó gấp này gấp ngang, mà gấp ngang thì nó lại không đúng, hiểu không? Nên mình phải nhìn theo cái hướng cơ để mà mình đi theo cái hướng lưới nữa, chứ không phải tự nhiên là muốn đi sao đi đâu. Đó, mình chỉ cần ba cái đường này như vậy là đủ cho phần hông khi mà nó nâng lên rồi. Làm bám theo, ví dụ như cái đường này nè, mình đi mà nó đang bị sai nè, có phải là khi tất cả hướng này mình xoay nó đều có đi thẳng từ trên đi thẳng xuống, nhưng mà tự nhiên tới đường này mọi người thấy là từ này nó chạy ra, nó cong ra bên ngoài không, thì chứng tỏ cái này mình đang cong lố. Tuy là mình nhìn cái khoảng cách này nó đang cong ngang nhau, nhưng mà về cái hướng cái mặt này thì nó đang bị sai, thì mình kéo nó về này tí xíu, mình giảm giảm mấy khu vực đó lại đó. Thì bây giờ mình xoay hướng nào nó đều đúng hết, cái đó là cái cách để mình đi lưới, vừa bám theo cái đường ngang rồi từ trên xuống. Nói mấy cái này thằng Quyết nó sẽ không vô coi. Quyết có online không? Đi lưới thì tùm lum hết. Nói lúc quan trọng thì cũng coi, mỗi lần cứ coi lại là phải đi năn nỉ, vì không đủ kiên nhẫn nữa nó coi mấy cái này. Ví dụ như mà phần giảm lưới á, mọi người cũng sẽ thấy là chỗ này nó sẽ có lưới đúng không? Nhưng mà khi mà cái đuôi á với cái tà nó chia lại, thì có phải là cái khu vực này mình có thể là không cần đi lưới cái đoạn này cũng được. Đoạn này nó có thẳng qua đi nữa thì vô trong game nó vẫn bị chia hết. Thì những cái đó là những cái phần lưới mà nó bất hợp lý. Đó. Cái đoạn cong này mình có làm cong đẹp đi nữa cũng chả ai thấy. Là đó là cái nguyên nhân mà khi qua bên mây da mình còn xem lại một lần nữa để mình giảm lưới. Em xem em thấy tăng động em hỏi vô nha, chứ im ru là làm sai hết ở đây. Cái phần lưới là phần nó rất quan trọng mà em là người sai nhiều nhất luôn á, vì em rất ngại là cứ mỗi lần anh chỉ vô những cái gì anh đã làm á, em đều nói là chưa xem. Mà chưa xem thì em làm sai là hợp lý rồi, người không biết không có tội. Đó, bắt đầu giờ từ tới chỗ này nè, mình bắt đầu mình đi ngang qua thì bình thường. Bởi vì mình phải đi ngang qua để cho nó xuống phần dưới, nó giảm thiểu cái độ mà tốn lưới của mình. Nói chung nói vậy thôi chứ cứ làm đều hết từ trên xuống rồi tính tiếp. Rồi bắt đầu mà khi mà mình đã có những cái vòng này rồi á, bắt đầu cái mình đi lưới từ trên xuống dưới. Trước tiên là mình làm, mình dựa vào những cái đường chính, ví dụ như là cái đường này, cái đường mà cái trục nó chạy từ trên xuống dưới nè, cái đường này nó sẽ là cái đường nó xác định cho khi mà mình làm những cái đường khác á nó không bị lọt ra. Bây giờ là những cái đoạn ví dụ như cái đuôi này nè, là những cái đoạn mà nó gọi là đoạn không chuyển động. Cái đoạn không chuyển động thì mình cũng không cần làm lưới nhiều đó,
là mình sẽ cắt ra, bắt đầu tới cái phần đầu gối là mình đã làm nhiều lưới hơn, thì nó sẽ vẫn là ba lớp trên đó. Rồi tiếp tục với phần dưới là phần không chuyển động, tiếp tục chạy cắt khúc khúc ra. Nhưng mà những cái đường lưới của mình này nó phải gần gần những cái chỗ mà chi tiết đặc biệt, giống như phần quần, cái quần này mình sẽ đi lưới ngang chỗ cái quần luôn, rồi tương tự xuống dưới này mình sẽ đi lưới ngang này luôn. Bởi vì những cái đường lưới này này là những cái đường mà khi mà mình chỉ cần nhìn vô trong cái phần ô UV á là mình biết cái đó là cái gì luôn á, hiểu không? Nó đang chạy này tự nhiên có một đoạn nó đứng lại này, những cái đường nó ngang nhau là khi anh nhìn vô trong cái file UV á, anh biết được cái đoạn đó là cái đoạn để mình vẽ. Thì sau này mình dựa vào cái ô UV á, mình vẽ lên màu trên đó rất là nhanh, chứ không phải là bây giờ mình đi nó so le á. Thì tới cái đoạn mà mình muốn vẽ một cái đường ngang ra, mình chọn ô màu, mình không biết là từ cái khớp nào hết. Thì cái này là một cái kinh nghiệm mà người cứ lưu ý. Chừng mình bật cái bảng UV ra, mình biết cái đoạn đó là cái đoạn như thế nào luôn. Vì cái chân á là cái ít ít di chuyển nhất, nên mình sẽ không đi lưới vô từng ngón chân nha mọi người. Mình sẽ đi nghiêng một cái nó bọc qua ở ở hết cái bàn chân luôn. Nói chung nhìn vô là nó vẫn ra bàn chân. Nếu mình lên tới chờ, mình vẽ cái màu rồi nó ra, chứ không cần phải làm gì hết. Đó, mình sẽ cái khối này nó bọc hết. Đó, bây giờ mình có cái này rồi, tiếp tục tới cái mặt bên. Mình làm bốn hướng này đó. Thì cái đường lưới, những cái đường mà chạy bên trong á của mình nó sẽ đều hơn. Bây giờ mình sẽ đi cái mặt bên này nè. Đó, nó vẫn chạy xuống này. Nhớ canh cái lưới ra cho nó ngang bên này nha. Nó cầm theo cái khối á. Đó, tiếp tục tới cái phần mà chính giữa sau. Đó, cái đoạn này đoạn giữa nên mình phải làm cái giữa. Thì khi mà cái con lo poly mình đã hình thành á là tất cả mấy cái khối này nó đều tròn đều hết. Vì phần mà livestream cứ nó bị theo kiểu là mình mở nhạc á, cứ nó báo cái thông tin nó lặp lại gì đó nó không chịu. Chả hiểu sao mọi người trên kia lại livestream mở nhạc được. Chắc là nhạc không có bản quyền hay sao đó. Chứ không mở nhạc cho mọi người đỡ buồn ngủ. Bước này là bước buồn ngủ quá rồi. Đó, tiếp tục tới cái phần háng này.
Cái phần này là phần mặt bên. Mọi người cứ chú ý là tại sao mình cứ đi các cái đường á, là bởi vì những này mấy cái khớp xuống ngay này là khớp chân nên mình đi lớn nhiều hơn, còn những cái đoạn trên này là cứ cách ra để mà đi. Còn những khu vực này tại sao là đi ngay kia, là bởi vì mọi người nhìn vô cái đoạn cong này, có phải là bây giờ cái con lobuli mình đã hình thành là nó nối vô những cái khớp này không? Tại sao mình đi cái đường ngay này mà không xuống ở dưới này, là bởi vì mình nhìn vô cái đoạn mà nó cao nhất á, là có phải là cái đoạn mà nó nhô ra của cái phần này không? Nếu mình đi xuống ở dưới là mình sẽ bị khuất mất một cái đường đó, nó không có tạo ra được cái bắp chân. Thì cái con lobuli là cái con hạn chế nhất có thể ở phần lưới, nhưng mà nó vẫn giữ cái khối, nên mình sẽ bám vô những cái thứ gì đó nào mà nó tốt nhất. Cái này xem với cỡ ngựa xem hoa thôi à, đỡ nó được thêm một cái kiểu á là mọi người sẽ ngắm từ từ, chứ không có ai mà làm một một cái mà được liền á. Cái đấy là những cái kinh nghiệm mà mình đi làm mình sai mấy cái này không biết bao nhiêu lần nó mới có được như bây giờ mình làm, nên mọi người đừng có lo. Mọi người chưa đụng á nên thấy mấy cái này nó mông lung lắm. Đó, mình có những cái đường chính ra rồi á, bây giờ mình đi mấy cái đường chính giữa giữa nó rất là thoải mái, mình khỏi sợ nó bị lệch ra những cái khu vực khác, thôi kéo qua kéo lại. Cái này mình làm chỉ có một nửa thôi, nửa bên kia mình mirror lại là xong. Mình chỉ mong mọi người mở ra xem lại thôi. Đừng hỏi theo kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra, cái đó không có ngại thôi à. Vì tất cả máy này nè, nó đều snap vô á, nên mình không có kéo thẳng cái đoạn này. Kéo theo đúng poly á, cái này mình kéo thẳng xuống phía dưới luôn, nó vẫn bám được cái hình ảnh đó, nó lên được cái phần chi tiết. Nhưng mà bây giờ bên này thì mình không làm được chuyện đó, nên đợi nó hẹn nó qua bên Maya rồi thì xử nó sau.
Ủa, YouTube full mà. Bởi vì phần YouTube á, mình coi clip rất là nhanh luôn. Với lại trên YouTube là mọi người sẽ có cái chất lượng HD á, full HD chứ. Còn ở này nó chỉ là 72 thôi à. Mọi người đang xem nó không full được. Ở trên Facebook mình đâu có các clip đâu. Cái con Lopburi á, nó sẽ quyết định cái phần khối của cái file mình đang làm. Nên vì vậy á, là mình chỉ làm những cái khối nó bám theo những cái vị trí chính, như cái mẫm của cái ngón này nè. Đó, nó bám theo những cái vị trí chính nó sẽ ra được cái hình ảnh của cái file rồi. Cái này nó sẽ đi vào cái mặt bên. Có cái khối thì cái phần hình ảnh còn lại nó rất là đơn giản. Đầy đủ tất cả clip. Thực ra hồi lúc trước mình có các mấy cái đoạn mà nói chuyện rồi á, nhưng mà đỡ làm một clip mà tự nhiên nó cắt mấy cái đoạn nó tí xíu à, nó rồi phải render lại chờ nó tốn thời gian quá, nên mấy lần này á mình up full hết luôn. Nói chung ngày quay có gì đó mình up lên. Thực ra những cái này nó dành cho những cái người mà nào mà thực sự muốn coi á. Chứ còn lại ai mà khác vô coi clip chắc mắc cười lắm á. Mà mọi người trong nhóm này coi không không sao hết. Mình biết cái đoạn nào là cái đoạn mình cần xem lại. Nên nó mới có một cái chuyện mà hồi trước có bạn kia comment là theo kiểu là mình up up clip lên YouTube theo kiểu như ban bố á. Là hứng nói cái nào đó là nói, với nó không theo chủ đề hay không theo cái gì hết á, thì do mấy bạn nó không hiểu. Mình làm up YouTube là để cho mọi người trong group xem lại thôi, nhưng mà nếu mà ai ở bên ngoài á, người ta theo dõi nhiều á, thì người ta sẽ vẫn biết được một cái quy trình đã làm nên. Thì cái chuyện mình cập nhật hàng ngày đó cho nó xem cái file này nó cũng vậy thôi. Ai hiểu 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 thôi à. Cũng không có đủ tốt mà đỡ làm từ thiện hết được. Ông Nhật nói này được nè. Sau này á, cái này vẫn là quay hết nha. Nhưng mà sau này cái đoạn này á, mình sẽ làm theo kiểu là mình sẽ cắt lại những cái đoạn quan trọng. Hình như nói về Retopogon là gì? Retopo á, rồi xong những cái phần khác. Thì còn những cái đoạn mà trong lúc làm á, mình sẽ tua nhanh cho mọi người thấy là mình sẽ làm như vậy đó. Nhưng mà cái đoạn nào nói cần thiết thì mình sẽ để chậm lại để cho nó nói. Thì con này nó sẽ là hết một cái quy trình đó. Nó sẽ được nhiều clip lắm á. Mọi người cứ chờ đợi. Cái này là nó y như theo kiểu mà cái tụi nước ngoài á, nó làm nguyên một cái con nhân vật xong nó bán á. Nó bán theo kiểu là một phần nó sẽ đi từ đầu tới cuối nó sẽ như thế nào. Nó sẽ bán cái tốp đó. Còn mình không có bán nữa. Mình bán lần nữa.
Đó, những cái đoạn cong này nè là những cái đoạn cong lưới. Cuối cùng khi mà mình có phải là mình qua cái phần tô màu ở bên Photoshop á, mình nhìn những cái đoạn cong này mình biết là cái phần ở phía trên nó sẽ là cái đôi giày, còn phần dưới này nó sẽ phần da luôn. Chứ còn nếu mình đi lưới tầm bạ, mình sẽ không phân biệt được cái khu vực nào là khu vực nào. Khi mình tô màu mình chọn vị trí rất là khó luôn. Nếu mà ai làm rồi thì sẽ hiểu. Chút nữa có làm clip up phải chọn cái hình khác á, lỡ nó hiện ra hình cái con gấu đó là cũng bó tay á. Này mọi người có thấy là ngay cái đoạn này, khi mà bây giờ ngay cái phần mông này là hai đường lưới này là ổn, nhưng mà khi xuống dưới này nếu mà cứ nó tiếp tục đó, hai đường nó chạy song song thì cái file của mình nó sẽ dư một lưới không. Thì cái này khi mình đi xuống này là mình nghĩ từ này là mình nhập lại được rồi đó, mình nhập lại từ này đi xuống vì nó cũng chỉ là game thôi, nên lưới 4 là càng tốt. Nhưng mà cái khu vực nào mình cảm thấy nó không cần thiết á thì mình cứ giảm nó đi vô tư. Đó là gần xong một nửa nữa rồi. Làm xong cái này mình đi ngủ. Hôm sau mình lại tiếp tục. Nó còn cái háng này, đi lưới trong cái háng này nữa, nó cực, nó phải nối lại với nhau mệt ghê. Mấy cái này coi lòi con mắt luôn á. Mấy cái này cái quan trọng nhất của mình là cái phần mắt á nha mọi người. Con mắt của mình mọi người nên nhớ giữ kỹ một tí, chứ không là chứ không khi mắt có bị gì đó thì cái nó ảnh hưởng cái công việc làm của mình. À, cái phim của ông, cái phim đó hồi đi coi rạp có phim gì đã quên rồi, nó chiếu cái phim đó nó chiếu mất 7 phút đó thì nó dài á. Mọi người cứ tưởng bị lộn rạp không à. Rồi đi coi phim gì quên bà rồi. Phim này nhìn anime đồ hay nhưng mà cái nội dung nó tào lao. Nội dung nó mấy đứa nhỏ coi nó không có hay. Mình coi mình thấy nó cũng khó chịu. Thấy thì mắc cười á nhưng mà theo kiểu nó sao sao á.
cô ấy, anh cũng không nhớ nữa, nhưng mà anh nhớ cô anh đâu có đi ra rạp coi đâu. Nhớ coi phim gì đó nó chiếu á. Vậy chắc là cái này nó sẽ chiếu nhiều phim để cho ai trong lúc đợi á thì coi, nhưng mà nó gây cảm giác khó chịu hơn. Như anh hồi anh tưởng là nó bị lộn á, anh muốn đứng lại đi ra luôn á. Tự nhiên mình đi mình bỏ tiền ra mình mua vé mình coi phim, tự nhiên nó chiếu cái phim nó chả liên quan á thì khó chịu. Đâu, cái này là reel mà. Cái phim đó là chất lượng reel thì nó sẽ làm theo kiểu nó sẽ có normal rồi tất cả các thứ, nên cái phần mà Photoshop nó sẽ không có tả nên được cái phần ánh sáng nó được. Nên nhất định là mình phải nhờ nhiều tấm áp khác nhau. Cái kiểu của cái này nó không có mang lại bài học gì hết á. Không phải là mình thích bài học gì, nhưng mà kiểu như nó hài thì nó cũng chả hài. Nhưng mà cái hoạt hình nó đẹp thôi à. Tự nhiên đó lớn lên như Du Côn. Cái vô côn là nó sẽ khiến cho người xem á nó có cảm giác khó chịu rồi. Kiểu như thằng Bánh Bao này sau đó rồi chưa cỡ khi cái lúc mà tình cảm đồ gì tùm lum hết đó, Trần Anh chính là nó theo kiểu là nó học hình tất cả mọi thứ luôn á, nó không có sao hết. Chứ cái này nó theo kiểu là nó lấy nhân vật người vô á, hay như mấy cái con lava cái gì á, nó theo kiểu cái con thú hay cái gì đó không sao, này lấy nhân vật người vô xong quất luôn. Mình sẽ cố gắng mình đi cho xong lưới con cái bàn chân rồi mình nghỉ nha mọi người. Đi lưới ở phần cái toboggan á, mọi người thấy nó đã một cái là mình muốn đi lưới sau đó mình đi. Hình ảnh nó rõ ràng, mình muốn nhìn là được, chứ nó không giống bây giờ. Ông Nhật đi topology ở Maya đúng không? Hay là đi bằng cái phần mềm này luôn? Đó, khi mà mình có cái khóa này nó chứa bằng chân
Thì có nghĩa là khi mình vẽ cái chi tiết gì vô thì nó hiện lên cái bàn chân thôi. Nên mọi người khỏi lo là cái chuyện là nếu mà mình không có vẽ cái ngón chân nữa thì có được hay không. Đó, mình cứ bám theo cái khối để nó chứa được cái hết cái hình ảnh là được. Mày già ông thấy nó bị cái view nhìn nó khác cái này đúng không? Bên này nó sẽ đẹp hơn nhiều. Cái phần mà topology thì cái bản nào nó cũng như nhau à. Chống 2018 hay gì. Cái lệnh nó không có đổi. Nhưng mà nó bị cái là nhìn vô nó xấu rồi. Xấu với lại còn nhận đi những cái chi tiết kiểu như tôi đây nè. Thì nó cái phần lưới 3, lưới 4 hay những cái đường mình muốn đi thoải mái á, nó sẽ không được. Đó, bắt đầu bây giờ mình sẽ chia một cái đoạn chính giữa ra để cho nó còn mirror nữa. Đó, mình sẽ chia ra đoạn đó. Thì đoạn đó nó sẽ có một cái đoạn kế bên như thế này nè. Đó. Đó mình chia ra một đoạn nữa đó được. Cái phía bên trong cũng không có cần nhiều lưới. Cái này ở dãy trọ mà ai đi xung quanh ra thấy mình nói chuyện to tiếng rồi xong lại người ta nhìn vô người ta thấy mình đang soi cái này nữa chứ hiểu lầm chết đây. Rồi, không biết thằng này làm gì ồn ào ra thì thấy tôi mong mà không à. Đó như cái đoạn này bắt đầu mình cảm thấy là nếu nó đi ba đường xuống thì nó còn dư thì mình nhập nó lại luôn này mình đi hai đường thôi. Đó như vậy xong mình sẽ có nghiêng cái đường. Rồi như vậy là mình sẽ đi được nửa cái body rồi đó. Thì mọi người nhìn này này, nghiêng cái body này nó sẽ là 751 v ngay này là vertex này. Thì nó sẽ nhân đôi lên thành trích, một vertex nó sẽ là hai trích, thì mình sẽ có tầm khoảng cỡ 1.500 rồi, 1.500 với cái áo
là mình có 1.500 này với cái áo cộng với cái đầu và tóc mấy thứ nữa, thì nó trong vòng cái cộng tầm khoảng là 3.000 mấy đó, 3-4.000, còn này 5.000 cũng được vì tóc nhiều làm nên cho nó đẹp hơn, trong game nó sẽ khắc khi hơn nữa, nhưng mà đo đây là file của mình mà làm mà giống game quá thì nó xấu, mình làm đẹp hơn game tí xíu rồi làm xấu quá bị mọi người chê. Có những thứ định mệnh là khi mà mọi người á hay bị một cái là so sánh á, ví dụ như mình nhìn tác phẩm bên ngoài á nó cũng đẹp nhưng mà cái tác phẩm của mình á mình cảm thấy nó không có thể nào đẹp được, giống như kiểu mà mình thấy tụi nước ngoài á, nó làm cái gì mình cũng khen, còn đến khi mà một thằng Việt Nam nó làm á mình sẽ chờ, ai cũng bị chung cái đó mà mình cũng bị theo kiểu là ở trong công ty luôn. Thực ra cái file đó mình làm nhưng mà mình sẽ đi hỏi là cái này có thằng nước ngoài kia làm này thấy đẹp không, đó vậy là mấy anh chị khen được cái này được này rồi làm đủ thứ hết, anh chị cái này mình vẽ, nhưng mà bởi vì mình biết một cái là mình vẽ cái quần gì nó cũng chớ đó, nó nhìn vô cứ nó kiểu là kêu nó sẽ thiếu thiếu cái gì đó, nên khi mà một cái file của mình vẽ xong rồi mình đưa cho thằng đẹp á là mình nói cái này cái tụi nước ngoài đó, xong cái nó khen rồi là coi như nó ok, bởi vì nếu mà bây giờ nó chơi lại một cái là nó sẽ bị chửi. Không, mấy cái cơ mình không có đi lưới theo kiểu đó nha, mình chỉ đi ra cái khối thôi, ví dụ như bây giờ cái file này mình xuất ra cho mọi người xem luôn thì mọi người sẽ so sánh được là cái phần mà cái khối á nó ra là gần giống luôn á, mọi người nhìn tuy nó không có chi tiết lên nhưng mà mọi người nhìn vô vẫn biết là cái khúc nào ra khúc đó rất là rõ ràng luôn. Thì cái low poly là vậy đó, low poly nó sẽ là đi khối để nó tạo ra hình dáng của con nhân vật đó, như thế này là xong rồi. Mình sẽ lưu nó lại với cái đuôi. Con operi body em mở máy da lên mọi người xem, thì mình chỉ cần cái khối thôi, còn cái phần cơ bắp á nó sẽ là nằm ở phần texture. Cái phần mình quan trọng là cái khối chính, ví dụ như phần ngực nè đó thì anh vẫn đi ra phần ngực thôi, cái vấn đề là cái khối nó khác với cái phần chi tiết nha, mọi người phải hiểu phần chi tiết và phần khối nó khác nhau. Thì cái chi tiết là như thế nào vậy? Ví dụ như bây giờ phần cổ này đi, cái cổ này nè mọi người nhìn trong phần cái cổ mọi người đã thấy là nó có cái chi tiết chạy ngang lên này đúng không, nhưng mà phần khối của nó sẽ như thế này nè đó, mọi người nhìn vô cực kỳ khác là có đường viền nó có nổi lên bắt đầu nó chạy xuống, thì nếu mà low poly á mọi người cho đường này nó thẳng qua cũng được, thì có phải là khi mình vẽ tới chờ á mình vẽ một chỉ còn một cái đường sáng ở trên này một đường tối là nó ra được cái phần cổ không, nên cái phần nào cái khối nào nó bự quá thì mình phải nên đi cái khối đó nó mới ra đẹp, còn cái phần mà mình nghĩ nó là cái phần chi tiết mình có thể lên được bằng màu á thì mình bỏ qua cái chi tiết đó đi, nên cái phần đi lưới á là mình phải đi theo những cái hướng chuyển động, cái cơ bắp cũng vậy, cơ bắp nó mà có chuyển động như cái phần tay nè, có thấy là mình đi một cái đường nó chạy xuống theo vòng tay không, đó nó chạy ngang này nó đỡ nó chuyển qua thì nó cũng là theo cơ bắp, nói chung là nó theo thì nó bám nó đẹp hơn, còn nếu không theo thì nó xấu hơn. Này bây giờ mình sẽ import cái file đó vô, đó mọi người sẽ thấy một cái file như thế này nè,
để mình đối xứng nó qua luôn. Đó, mọi người có thấy là bây giờ tự nhiên mình cũng có một cái file, cái con như vậy. Nó chỉ thiếu một cái là nó không có chi tiết lên thôi. Thấy chưa? Còn cái số trích của mình này đang là 2.800 mấy, gần 3.000 luôn rồi. Cái này là nhiều rồi đó. Thì chờ mình làm xong hết rồi mình xem có chỗ nào giảm được mình giảm. Ví dụ như đoạn này đi. Đoạn này nhiều quá, delete nó đi. Thì cái khối của mình nó vẫn giữ chung chung với cái hình dáng, nó vẫn to trên này xuống dưới sau. Thì mình 3.800 mấy ta in đâu lại nha, chứ thực ra một đường nghĩa nó kinh khủng lắm. Đây 3.858 tiết đúng không, nhưng mà chỉ cần mình xóa một đường này thôi đó là nó giảm cho mình mấy chục tiết à. Đó 58 giờ còn 26, thì cứ mỗi đường đó mình cảm thấy cái đường nào nó còn dư xóa nó đi. Ví dụ đường này dư, delete đi. Thì cái khối mình ở đâu có thay đổi đâu. Nó không ảnh hưởng gì nhiều hết. Đó, vậy là mình đã có được. Rồi ngay vòng tay này, mình mệt nó lại tiếp. Đó, đó là cái cách mà mình sẽ cứ cứ làm ra đi. Rồi cái khối từ từ mình chỉnh nó là như vậy đó. Thì lúc nãy là 3.000, 2.800 năm, năm mới. Thì giờ mình xóa, thì giờ nó còn 2.700. Đó, cứ mọi thứ mình xóa một ít, mình cảm thấy chỗ nào cần thiết mình làm, chỗ nào không cần thiết bỏ đi, thì cái file của mình nó sẽ tối ưu dần dần, dần dần thôi nha, nó sẽ giảm lại và file của mình nó sẽ nhẹ hơn. Đó, thì giờ mình có những cái file nó có hình dáng như thế này, bây giờ lấy áo bỏ vô nữa luôn đi, bữa mình xong áo mà, đó. Đó, mọi người có thấy là bây giờ nó ra được hình dáng của con đó, nó chỉ thiếu cái màu nữa hay không? Còn cái màu, tại sao làm con hai poly nó sẽ bắt cái phần AO á, nó bắt cái chi tiết lên, nó tạo khối cho mình. Mấy cái khối mà viền ngực đồ hay là cái phần mà cái lúc nãy mọi người thấy như này này, nó sẽ hiện lên luôn, mình không mấy công ngồi vẽ. Nó nhanh mà nó đẹp nữa, nó trúng nữa. Đó, vậy thôi. Thì khi mà mọi người xong này, mọi người thấy là cái áo này nó che mất cái khúc phía dưới này không? Này, cái khúc mà nó có mái mặt dưới này này. Có phải bây giờ mình xóa thêm mái mặt này là mình sẽ tối ưu được một ít nữa không? Đó, thì đó là cái nguyên nhân mà mình chỉ làm đại lên thôi. Cứ làm đi rồi tính tiếp. Ngay cái áo mình cũng chả cần vẽ độ dày nữa. Cứ đỡ này mà làm thôi, vẽ lên độ dày nó mình cũng không cần phải làm độ dày của cái áo luôn, nó sẽ đỡ tốn poly, kéo nó xuống nè, eo đồ mấy thứ là nó ra hết trơn rồi. Rồi cái này kết thúc nha. Bây giờ mình sẽ lưu cái file này lại. Đó, mình lưu lại xong. Rồi mọi người có câu hỏi gì không? Không thì mình kết thúc ở đây nha. Có ai có câu hỏi gì không à? Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Nói chung là mình đi được một nửa chặng đường của con lâu rồi á.